cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch và khám phá của Ken Ken Vlog. Thì hôm nay mình có chuyến viếng cảnh chùa đến với xã Bảo Vinh của thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đến viếng và cúng viếng tại ngôi chùa mang tên là chùa Hiển Mật, hay còn gọi là chùa Ruộng Lớn. Thì chùa Hiển Mật có tên thứ hai là chùa Ruộng Lớn bởi vì là đây là tên gọi của người dân địa phương dành cho ngôi chùa linh thiêng và cổ kính này. Ngôi chùa nằm xung quanh là cái vùng ruộng lúa rất là rộng lớn, xanh mát và vàng rực với những bông lúa vàng của khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai mọi người. Thì hôm nay rất hoan hỷ để đến được với chùa cúng viếng và ghi hình để chia sẻ cùng tất cả mọi người. Bây giờ mình kính mời cả nhà cùng xem video clip của mình nha. Như vậy là mình đang có mặt ở cổng chùa Hiển Mật hay còn gọi là chùa Ruộng Lớn của thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai mọi người ha. Thì khác hẳn với những ngôi chùa khác, cổng tam quan được làm bê tông cốt thép, và thì ở chùa này á thì mình thấy có cái lối thiết kế là cái cổng rất là lạ luôn mọi người, có nhiều cái cây trúc giả nè, rồi những cái cây sa la giả. Thì hình ảnh của chiếc cổng cách điệu hình cây tre này với những cái phiến đá xung quanh á thì tạo một cái không gian vô cùng thanh tịnh. Bởi vì xung quanh đây là ruộng lúa và là những ngôi làng của người nông dân mình á mọi người, trồng nhiều cái lũy tre làng á thì rất là đẹp, cho nên chùa chọn hình ảnh cổng tam quan là những lũy tre lũy trúc á thì tạo nên một cái tình quê và sự an nhiên của vùng đất Long Khánh này ha mọi người ha. Thì như mình ghi hình nè, xung quanh thì có nhiều cái lũy tre lũy trúc. Và có đây là con đường dẫn vào phía bên dưới của cái cổng của chùa là một cái dòng suối chảy á mọi người. Thì mình khi mình đứng vị trí này á thì mình nghe tiếng suối róc rách luôn á mọi người ạ. Tiếng suối ở bên cái lối dẫn vào nè. Đây là cái dòng suối mọi người ha. Thì phía bên trên cổng á mọi người thì chùa lấy hình ảnh của mô phỏng của những bông hoa sa la. Thì hoa sa la và trúc gắn liền với hình ảnh của Phật rất là nhiều trong kinh Phật của mình ha mọi người ha. Phía trên đỉnh của cổng dẫn vào bên trong chùa mọi người thì mình thấy có hình tượng của Đức Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn ha, thì có chữ là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì lối kiến trúc thì rất là độc lạ ha mọi người, làm cho lối dẫn vào vô cùng an nhiên và thanh tịnh và rất là đẹp luôn ha. Bây giờ mọi người theo chân của Ken Ken Vlog tiến vào khuôn viên của bên trong của chùa để tham quan khuôn viên của chùa Hiển Mật hay còn gọi là chùa Ruộng Lớn ở Long Khánh, thành phố Long Khánh đó mọi người, thuộc về tỉnh Đồng Nai ha. Khi mình bước qua cổng của chùa mọi người thì mình thấy cái điều rất là đặc biệt, đặc trưng là chùa có nhiều cái bia đá. Những cái tảng đá to như thế này nè, đặt xung quanh khắp nơi trong khuôn viên của chùa, và kết hợp với nhiều khu vực thờ của các vị Phật và Bồ Tát á, làm cho khuôn viên của chùa vô cùng an nhiên và thanh tịnh và rất là đẹp phải không mọi người. Phía đằng xa xa thì mình thấy có vườn Lộc Uyển, thì có hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như mọi người, thì tôn tượng trong tư thế ngồi được tạc từ bê tông được sơn trắng như thế này. Và phía bên cạnh bên thì mình thấy có gốc bồ đề cũng rất là lớn á mọi người, gốc bồ đề này khá lớn nha mọi người nha, làm cho khuôn viên của vườn Lộc Uyển vô cùng an nhiên và thanh tịnh đúng không mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là mình sẽ đi lại gần nơi vườn Lộc Uyển có tôn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để mình ghi hình ảnh cận cảnh tôn tượng của Đức Phật, chia sẻ cùng tất cả mọi người ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi khu vực vườn Thượng Uyển thì mình thấy có khu vực gọi là thuyền Bát Nhã. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, nguồn tình vô tận vui rồi khổ. Nương thuyền Bát Nhã về bến giác, nhất tâm niệm Phật thoát luân hồi. Thì đây là hình ảnh thuyền Bát Nhã. Phía bên trên thì mình thấy có tôn tượng của Đức Mẹ Quán Thâm Bồ Tát ha mọi người, trong tư thế đứng trên đài sen. Thì hình ảnh thuyền Bát Nhã thì chiếc thuyền thì mình thấy được
kết nối với nhau bởi những miếng sành sứ, những cái vật kiển, vật kiểu chén kiểu xưa mọi người, làm cho cái chiếc thuyền Bát Nhã nơi có tôn tượng Đức Mẹ Quán Thánh Bồ Tát rất đẹp và hết sức trang nghiêm mọi người ha. Trên thuyền này thì mình thấy ngoài hình tượng của Đức Mẹ Quán Thánh Bồ Tát thì mình thấy hai bên ở trên chiếc thuyền thì có hai hình hình của hai con rồng mọi người ha. Thì hai con rồng thì có một cái quả châu ở phía trước, hình ảnh của rồng tranh châu á mọi người. Nam mô Quán Thánh Bồ Tát. Khuôn viên của chùa thì có nhiều cây xanh cho nên khi đến tham quan chùa thì không khí thực sự rất mát mẻ và an nhiên thanh tịnh luôn á mọi người. Như mình chia sẻ khi mới vào cổng chùa thì mình quan sát thấy thì có nhiều tôn tượng của các vị Phật và Bồ Tát được chùa trưng thờ ở bên trong khuôn viên của chùa, cho nên khi mình đến chùa thì mình thực sự rất là bất ngờ bởi vì có nhiều tôn tượng đẹp nè. Khi mình đến mình cúng viếng thì tâm hồn an nhiên thanh tịnh, và thứ hai nữa mình có thể ghi được hình ảnh đẹp để chia sẻ cho quý Phật tử cũng như tất cả các bạn đã ủng hộ kênh Kênh Vlog đó mọi người, thì cảm thấy rất là vui mọi người ơi. Hy vọng cả nhà đồng hành cho mình ha. Nếu ai chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một cái bấm đăng ký subscribe, ủng hộ kênh Kênh Vlog ha mọi người ha. Ở đây mình thấy có hai nguyện của Đức Mẹ Quán Thánh Bồ Tát nè mọi người, một trong 33 ứng hóa của Đức Mẹ Quán Thánh Bồ Tát ha mọi người ạ. Ở đây thì mình thấy có tôn tượng của Đức Mẹ Quán Thánh Bồ Tát ngồi trên một cái tảng đá hơi to, thì tôn tượng của Đức Mẹ nhìn rất là đẹp và trang nghiêm mọi người ha. Ở phía sau xung quanh khuôn viên của chùa mọi người thì có nhiều cánh đồng ruộng như thế này nè. Thì đúng là cánh đồng ruộng thì cò bay thẳng cánh đó mọi người. Thì cánh đồng ruộng lúa này mình đang thấy là đang có cho bông lúa thì chưa thu hoạch hết mọi người ha. Vẫn rất là xanh tươi và mang mát, tạo nên một cái không khí thực sự an nhiên và trong lành khi mình đang có mặt ở chùa. Hôm nay khi đến với chùa thì không chỉ riêng về mình đến với chùa không đâu, thì hiện tại mình quan sát thấy thì cũng có rất là nhiều Phật tử khắp gần xa đến với chùa Hiển Mật hay còn gọi là chùa Ruộng Lớn của thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai mọi người ha. Hiện diện trước màn ảnh của chúng ta là hình ảnh của Đức Phật ha, một Đức Phật. Ở đây là Đức Phật này thì mình đoán là Đức Phật Di Lặc trong tư thế đứng mọi người ha. Tôn tượng ngài thì đứng trên một đầu của con rồng ngự trên một cái hồ, thì trông rất là đẹp, và khuôn mặt của Đức Phật Di Lặc thì miệng luôn tươi cười nè, thì mình thấy hiền hòa rất phúc hậu, rất trang nghiêm mọi người ha. Nam mô Đức Phật Di Lặc, Nam mô A Di Đà Phật. Rất đẹp ha mọi người ha. Wow, ở vị trí này mình đang ghi hình cho tất cả mọi người thì gọi là Vườn Lâm Tỳ Ni. Vườn Lâm Tỳ Ni là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, đi bảy bước trên bảy đóa hoa sen tươi thắm á mọi người. Thì chùa trang hoàng khu vực này thì mình nhìn rất là đẹp ha. Thì có nhiều hình ảnh của các vị nè, các vị trong cung vua, Đức Mẹ, Đức Hoàng Hậu nè, rồi hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rất là đẹp. Và cạnh bên là mình thấy một cái tháp đứng á mọi người, thì có hình ảnh của chín rồng rất đẹp ha. Nam mô A Di Đà Phật. Đẹp lắm quá phải không mọi người? Khuôn viên của chùa như mọi người thấy nè, thì phía bên xung quanh đây thì có nhiều cái tảng đá và bên dưới là cỏ xanh đó, tạo nên một cái ánh xanh rất là mát mẻ cho khuôn viên của chùa luôn mọi người. Tiếp nối thì mình thấy luôn có hình ảnh của khu vực gọi là Đức Thái tử Tất Đạt Đa xuống tóc quy y. Thì ở đây gọi là bờ sông Anoma, thì có hình ảnh của Đức của Thái tử xuống tóc nè, có một cái con ngựa rất là đẹp ha mọi người ha. Nằm cạnh bờ sông Anoma ha mọi người.
Thì ở đây trong chùa thì mô phỏng dòng sông này là một cái hồ sen. Hồ sen thì ở giữa hồ sen thì mình thấy có hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa cưỡi ngựa nè mọi người. Thì cũng có một cái bia ghi là sông Anoma. Đây là mô phỏng của chùa hả mọi người ha. Rất là đẹp ha. Khi mà mình đến với bờ sông Anoma của có hình ảnh của Đức Thái tử Tất Đạt Đa xuất cưỡi ngựa đó mọi người, thì mình thấy có chị với lại một anh ở đây. Thì mình được biết đó là có phóng sinh ngày 1 tháng 7 vừa rồi mọi người, một cái cá tươi tượng á. Thì cá tươi tượng được nặng khoảng 4 kg và có cái tuổi đời là khoảng 5 năm tuổi rồi. Thì có một cái điều đặc biệt là khi mà khi mà chị kêu cá đó thì cá nó sẽ lên. Thì để mình chị đang kêu nè, bây giờ mình sẽ lại tiến lại gần á để chị kêu con cá, là con cá nó lên như thế nào hả mọi người. Thì mình thấy hơi lạ lạ cho nên mình ghi hình để chia sẻ cùng tất cả mọi người thử ha. Dạ rồi đâu, chị kêu thử con cá em coi coi. Vào tới luôn rồi hả? Hay quá ha. Dạ để em. Dạ con cá dưới phía dưới nè mọi người. Con ơi, chào chào đi. Chào chú đi con chào chú đi. Tượng ơi, Tượng ơi, con chào chú đi. Đưa đầu lên con. Đưa đầu lên chào chú đi. Đưa đầu lên. Đưa đầu lên đi con, đưa đầu lên con, đưa Đưa đầu đầu lên lên. chào bố mẹ về nè, trời mưa rồi con. Đưa đầu lên Đưa con. đầu lên con, đưa đầu lên, lên vô Chào đây đi, chào con. đi con, chào đi. Lên đây vô đây, bố mẹ về trời mưa rồi Chào con. đi con, chào đi. Đưa đầu lên, đưa Lên đầu đây lên. con, lên Đó, đây. đưa đầu lên rồi đó. Vô đây con, vô sát trong này con, vô đây nè, đó. Đi đâu đó trời? Đi đâu vậy? Đi Vô đâu đây rồi con, bố mẹ đi về trời mưa rồi nè, vô đây con. trời? Kia 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 đang đi kìa, đó Dạ, ra, đó. ra ra ngoài đây rồi đây. Đó, chào Chào đi. đi, chào Chào đi, chú ngước đầu lên chào đi con. đi. Chào Đi 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 nè. đi 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 tivi kìa. Vô đây con, vô đây, Tượng ơi, vô đây con. Dạ. Đâu rồi, vô đây con, ngước đầu lên Thấy chào chưa? bố mẹ đi Mọi về người trời thấy chưa mưa mọi quá người? hả? Trời mưa rồi con, vô đây con. Thấy Ở vị trí này nè. Vô đây con, vô đây con, Tượng đâu rồi con, Đó vô mọi người đây. thấy nè ha. Vô đây Đó con, con cá đó ngóc đầu đó. lên con, ngóc đầu lên, ngóc Ồ. đầu lên con. Bố Đó mẹ đi về mình kêu nó nghe. nghe đó mọi người. Đó, vô Vô con, vô đây con nè. Vô đây bố mẹ đi về trời mưa nè, con ngóc đầu lên con, ngóc đầu lên. Đó, Tượng ngóc đầu lên con, ngóc đầu lên chào đi con. đó. Chào bố mẹ đi về nè. Mưa nè con. Vô đây vô sát Con đây cá con. này thì được phóng sanh hồi 1 tháng 7 nay là được 5 năm tuổi rồi Rồi mọi ngóc người. đầu lên con, đây, ngóc đầu đây lên. nè, đó. Ngóc đầu lên nghe con đó. nè, chào nè. Chào chưa? Chào đi Đánh con, chào. chào đi. Chào Đánh đi con. chào, nó lạ đấy. Dạ, Còn ăn nó lấy no. nó cứ đi lên chào không. Mày thấy quẹp pin nó cũng ngại. Lấy đi lên cho anh chỗ kia xong rồi mình đi xuống đây mình lấy mấy cái nhỏ thế này cho nó ăn. Cái đồ nó đá bay xuống đây rồi. Dạ. Trời anh cái máu kêu hoài nó không lên, nó đi đâu rồi trời, nên nó đi xuống Đúng đây. rồi. Thì con cá này là nằm xung quanh cái bờ hồ sen này mọi người. Rất là lạ ha, cũng như là có một chút xíu gì đó khá bí ẩn ha mọi người ha. Đâu rồi con? Mẹ là trốn gì? Thực sự rất là lạ và Không thú có vị khi trốn. con cá này chủ nhân Lên lên. của con cá mọi người thì thả ở đây rồi, tức là mình hàng ngày chủ nhân lại cho nó ăn rồi bắt đầu mình nhiều khi chủ nhân kêu là nó sẽ ngóc đầu lên đó mọi người, rất là thú vị ha, rất nó cá nó chào chủ nhân luôn đó Chào mọi người nha, đó, đưa đầu lên chào rồi kìa. chào đi Đó, con chào đó. dạ chào lên đầu chào đó. dạ Chào đây em nè. Vị trí mình ghi hình là hình ảnh của Đức Phật thành Phật dưới cây Bồ đề, rất là đẹp ha mọi người ha. Thì phía trên đỉnh thì mình thấy có hình tượng của chín rồng. Thì những hình ảnh này rất là quen thuộc trong mỗi Phật tử chúng ta, hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật luôn hướng về vùng đất chín rồng. Đất chín rồng biểu tượng đặc trưng cho chín dòng sông Cửu Long của Việt Nam mình hả mọi người. Ngài luôn hướng về đất nước Việt Nam để phổ độ và cứu giúp chúng sinh mọi người ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hình ảnh mình ghi là hình ảnh của nguyện thứ 10 của Đức Mẹ Quán Thâm Bồ Tát, Đức Quán Âm Như Lai mọi người ha. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình sẽ đi tiếp vào sâu vào khuôn viên của chùa để tiếp tục tham quan khuôn viên của chùa mọi người ạ, và ghi hình chia sẻ cho mọi người luôn. Thì khuôn viên của chùa như mình chia sẻ có nhiều cây xanh đó, cho nên hôm nay mình đi đến với chùa thì bây giờ là tầm khoảng 3 giờ.
thì không khí trong lành và mát mẻ của khu vực xung quanh đây làm cho mình có một cái tâm thế an nhiên và vô cùng thanh tịnh khi đến với chùa luôn mọi người ạ. Đây là hình ảnh của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát mọi người ha. Tôn tượng ngồi trên một cái con chim công rất là lớn, tôn tượng được tạc từ bê tông cốt thép, rất đẹp và trang nghiêm mọi người ha. Vị trí kế bên đó mọi người thì mình thấy có hình ảnh của tôn trí tượng của Đức Mẹ Quán Thâm Bồ Tát, cũng ngồi trên một cái chim công lớn, tôn tượng được sơn trắng luôn mọi người, rất là đẹp luôn ha. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Ở vị trí này thì lối dẫn vào khu điện thờ Tam Thế Phật, thì mình thấy có một cái khuôn viên là thờ Tam Thế Phật ở xa xa mọi người. Lối dẫn vào hai bên thì mình thấy rất là nhiều tôn trí tượng của các vị La Hán, thì được tạc từ bê tông cốt thép và sơn màu màu đồng á, nhìn rất đẹp và trang nghiêm đúng không mọi người. Mỗi tôn tượng bên dưới thì mình thấy có một cái hình ảnh của những cái lá sen, hoa sen làm cho khuôn viên rực màu sắc cũng như là sự trang nghiêm của nơi này mọi người ha, rất là đẹp luôn ha. Đỉnh điểm cuối cùng như mình chia sẻ là hình ảnh của Tam Thế Phật, Đức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát, Đức Mẹ Quán Thâm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát mọi người, rất là đẹp ha. Để mình tiến lại gần mình ghi hình chia sẻ cùng tất cả mọi người luôn nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Rất nhiều tôn tượng luôn đúng không mọi người, hình ảnh của Đức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát và nguyên thân của kim thân của Đức Phật A Di Đà luôn ha mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là hình ảnh của Đại Thế Chí Bồ Tát mọi người ha. Kế đến là hình ảnh của Đức Phật A Di Đà và phía bên phải cuối cùng là hình ảnh của Đức Mẹ Quán Thâm Bồ Tát. Ba tôn tượng trong tư thế đứng trên đài sen, thì tôn tượng cao khoảng 9 mét ha mọi người, được tạc từ bê tông cốt thép, được sơn trắng rất đẹp và trang nghiêm khuôn viên này mọi người ha. Thì xung quanh tôn tượng Tam Thế Phật thì có nhiều hình ảnh của các vị La Hán và nhiều tôn tượng Phật khác, các vị đại tử nè, đệ tử có tôn tượng nhỏ hơn á thì cũng có hình ảnh ở đây, thì làm cho khu vực này rất là nhiều tượng Phật và hình ảnh của các đài sen với tông màu là màu đỏ, màu xanh rồi màu vàng, làm cho khuôn viên vô cùng đẹp nè, rất sáng khu vực này và sự trang nghiêm mình cảm nhận được đó mọi người ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Rất đẹp ha. Chính bởi cái không khí trong lành và những cảnh quan xung quanh đây là những cái ruộng đồng, rồi những cái cây xanh khung trong khuôn viên của chùa, và có những cái chiếc ghế như thế này, khi Phật tử đến cúng viếng tại chùa Hiển Mật hay còn gọi là chùa Ruộng Lớn của Long Khánh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, thì cùng hòa vào không khí này và tận hưởng cái không gian mát mẻ, an nhiên và thanh tịnh của chùa luôn ha mọi người ha. Thì ở vị trí này mình sắp ghi hình đó là xung quanh khuôn viên của chùa nè, ngoài những tôn tượng Phật lúc nãy mình ghi hình chia sẻ cùng các cùng cả nhà mình đó, thì có nhiều cái tảng đá lớn như thế này mọi người, rất là nhiều tảng đá làm cho khu vực này thực sự an nhiên thanh tịnh. Và vị trí tôi đang đứng đây rất là mát mẻ luôn á mọi người ạ. Quá đẹp ha. Hy vọng trong thời gian tới cả nhà mình nên làm một chuyến đến với chùa Hiển Mật hay còn gọi là chùa Ruộng Lớn của thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai nha. Mình xin gợi ý bởi vì ngôi chùa an nhiên thanh tịnh, có nhiều tôn tượng rất là đẹp và trang nghiêm, ngôi chùa cổ kính nữa. Lối kiến trúc của cổng chùa thì rất là độc lạ, rất là lạ, và thể hiện được cái nét rất riêng của ngôi chùa này và sự trang nghiêm của ngôi chùa.
khuôn viên của chùa rất là rộng lớn ha mọi người. Vị trí mình đang ghi hình thì tức là chính giữa của khuôn viên của chùa thì có trồng nhiều cái vườn mai như thế này nè. Mai thì mình thấy không biết rõ là mai loại nào, nhưng mà rất là nhiều vườn, cây mai. Thì mình nghĩ khi đến độ mùa xuân về á thì mai sẽ nở và là sẽ làm cho khu vực này sẽ rực sắc hoa đó mọi người ạ. Sau khi mình rời chân khỏi khu vực điện thờ Tam Thế Phật, hình ảnh Đức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát Quán Tam Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát mọi người, thì mình đi di chuyển tiếp thì tới một cái vị trí gọi là có hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong thế nhập Niết Bàn. Dưới cây Ta La, Niết Bàn thị hiện để lại xá lợi phước khắp nhân thiên, hiện tọa đạo tràng Ta Bà giáo chủ, đạo sư ba cõi từ phụ bốn loài, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế nằm rất đẹp phải không mọi người. Phía sau là hình ảnh của những cái viên đá ghép lên với nhau, và có hình ảnh của những bông hoa sa la mọi người. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Mình cảm nhận được nét đẹp của sự thiết kế của các tôn tượng ở đây và sự trang nghiêm khi mình nhìn những tôn tượng Phật hoặc là các vị Bồ Tát trong chùa mọi người, rất là trang nghiêm, rất đẹp, trang nghiêm mọi người ha. Khuôn mặt của tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là mọi người nhìn rất đẹp ha, rất phúc hậu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khuôn viên chùa thực sự rất là mát mẻ luôn mọi người ạ. Sau khi tham quan và cúng viếng những khu vực có điện thờ các vị Phật và Bồ Tát bên ngoài khuôn viên của chùa, thì bây giờ mình sẽ tiến vào khu vực chánh điện. Ngay trước mắt tất cả mọi người là hình ảnh của khu vực tòa nhà chánh điện. Thì lối dẫn vào thì có hai bên là có hai cái tòa tháp. Thì tòa tháp bên phải là tháp chuông, thì mình thấy có hình ảnh của Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ. Và bên trái của màn ảnh của chúng ta là hình ảnh của tháp trống và có hình ảnh của Ngài Hộ Pháp Vi Đà mọi người ha. Khu vực chánh điện rất đẹp đúng không mọi người? Thì ngay chính giữa là lối dẫn vào khu vực chánh điện. Bây giờ mình xin phép tiến vào khu vực chánh điện để ghi hình cũng như là cúng viếng Phật ở khu vực chánh điện. Lối kiến trúc của chùa rất đẹp và rất độc đáo đúng không mọi người? Ở đây có hai cầu thang, rẽ trái và rẽ phải là lên hai cái tòa tháp và lúc nãy mình có giới thiệu cho tất cả mọi người á. Rất đẹp ha. Như vậy là vị trí mình đang ghi hình là khu vực tòa nhà chánh điện. Thì khuôn viên bên đây mình xây dựng theo lối kiến trúc là nhà vòm, nhà tròn mọi người. Thì phía bên trên thì là những cái máy tôn hồng. Những máy đao của chùa thì được cẩn hình hình rồng nè. Rồi những cái vòng bát nhã trong lối kiến trúc của chùa rất là đẹp và rất độc đáo, cũng như là sự trang nghiêm của ngôi chùa Hiển Mật hay còn gọi là chùa Ruộng Lớn của thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai mọi người ha. Thì đây chính là khu vực tòa nhà chánh điện của chùa. Lối dẫn vào thì cửa mình thấy thì cửa là cửa sắt màu trắng. Thì hiện viện diện ngay trước mắt chúng ta là tháp Đa Bảo với hình ảnh của các vị Phật quá khứ, và phía bên dưới đỉnh cuối cùng thì mình thấy có hình ảnh của tôn trí tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật luôn mọi người ạ. Lối kiến trúc của bên trên mình thấy như mình giới thiệu thì tòa nhà chánh điện thì làm một cái dạng mái vòm hình tròn, làm cho khuôn viên này không rộng lớn, tuy nhiên cũng làm nổi bật lên cái sự trang nghiêm của khu vực tòa nhà chánh điện đúng không mọi người. Thì điều đặc biệt khác hẳn với những ngôi chùa mình đến thì hình ảnh của các tôn tượng, các đức Phật hay là các vị Bồ Tát thì được tạc từ các cái loại ví dụ như gỗ nè, hay là bằng bê tông cốt thép. Thì ở đây mình thấy chùa Hiển Mật thì
sử dụng hình ảnh của các vị Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, như hình ảnh này cũng làm bật lên cái sự khác biệt đối với những ngôi chùa khác. Tuy nhiên, mình cảm nhận được sự trang nghiêm và thành kính đối với chùa Hiển Mật, đúng không mọi người? Đây là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nè mọi người. Hình ảnh của Đức Bổn Sư thì ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề ha, trông rất đẹp và hết sức trang nghiêm. Xung quanh khu vực này mình thấy có nhiều tôn tượng khác, ví dụ như hình ảnh của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi Đức Bồ Tát Chuẩn Đề, Đức Phật Di Lặc, hay là hình ảnh của Đức Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát, rất đẹp và hết sức trang nghiêm luôn. Hy vọng trong thời gian tới cả nhà mình có duyên đến với chùa Hiển Mật thì mình sẽ sắp xếp lịch trình đến một chuyến đến để tham quan cũng như là chiêm bái Phật tại ngôi chùa này mọi người ha. Khu vực chánh điện không rộng lớn, không quá rộng lớn, tuy nhiên rất đẹp, trang nghiêm và rất là hài hòa, đúng không mọi người? Vị trí mình đang ghi hình là hình ảnh của Đức Tổ Sư Đạt Ma, cũng là hình ảnh của Ngài, rất đẹp ha, trang nghiêm mọi người ạ. A Di Đà Phật. Nằm cạnh với khu vực tòa nhà chánh điện thì mình thấy có một cái ngọn núi giả, thì phía bên trong lòng ngọn núi giả này thì mình thấy có ghi là hình ảnh thầy Huệ Khả đang cầu pháp tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì bên trong mình thấy có tôn tượng thầy Huệ Khả ha mọi người ha. Nam mô A Di Đà Phật. Làm cho khu vực này vô cùng trang nghiêm mọi người ha, rất là đẹp luôn. Sau khi mình rời chân khu vực tòa nhà chánh điện của chùa Hiển Mật thì mình qua vị trí này thì thấy có tôn chí tượng của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Một tay thì cầm tích trượng, một tay là cầm quả châu. Tôn tượng thì được tạc từ bê tông, được sơn màu trắng ửng hồng mọi người, làm cho khu vực này đẹp ha. Phía sau của tôn tượng thì mình thấy có một dãy núi Hòn Non Bộ giả, làm cho khu vực vô cùng trang nghiêm và rất đẹp mọi người ạ. Tiếp theo mình xin phép được ghi hình một vị Bồ Tát gắn liền với chữ Hiếu nổi tiếng, nổi bật. Đó là Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát mọi người ạ. Thì tôn tượng của Ngài được đứng trên một cái đài hoa sen rất đẹp, rất trang nghiêm ha mọi người ha. Đây là hình ảnh của Mục Kiền Liên Bồ Tát mọi người. Khuôn viên diện tích của chùa khoảng 1 hectare, cho nên khu vực này rất khá rộng lớn mọi người. Thì chùa Hiển Mật xây dựng rất là nhiều tôn tượng để thờ và phục vụ cho Phật tử cũng như du khách đến tham quan và chiêm bái ha mọi người. Đây là hình ảnh của Nga Mi Sơn, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát mọi người ạ. Ở đây là mình thấy ghi là Ngũ Đài Sơn, Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Tôn tượng cẩy sư tử rất đẹp và trang nghiêm hết mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật.
À, như vậy là video clip ghi hình về chùa Hiển Mật hay còn gọi là chùa Ruộng Lớn của thành phố Long Khánh của tỉnh Đồng Nai đến đây đã hoàn thành rồi đó mọi người. Hy vọng trong thời gian tới cả nhà mình sắp xếp lịch trình để đến tham quan cũng như là cúng viếng tại chùa Hiển Mật tỉnh Đồng Nai mọi người ha. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Hẹn gặp ở video clip tiếp theo của Ken Ken Vlog mọi người nha. Bye bye, xin chào.